Chiều hôm qua, câu lạc bộ Thanh Hóa đã gửi công văn lên VFF và VPF xin không tiếp tục tham gia V-League 2020. Trong công văn, Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của câu lạc bộ Thanh Hóa đã viện dẫn những lý do về khó khăn tài chính dẫn đến quyết định xin bỏ giải. Cùng với đó, đội bóng xứ Thanh vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tham dự giải nếu được hỗ trợ về tài chính. Tuy nhiên, đến hôm nay, câu lạc bộ Thanh Hóa lại bất ngờ khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu mùa giải năm nay. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo đội bóng này, lãnh đạo VFF và VPF đã có động thái chia sẻ khó khăn với câu lạc bộ. Vậy nên Thanh Hóa khẳng định nếu ban tổ chức đưa ra phương án hợp lý trong thời gian tới, họ sẽ chơi tiếp. Việc Thanh Hóa quyết định tiếp tục tham dự, không bỏ dở mùa giải năm nay là tin vui với những người làm bóng đá Việt Nam, bởi nếu không sẽ dẫn đến những vấn đề không nhỏ cho giải vô địch quốc gia.